thôi cứng là. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Nào nào mình cùng lại đây phê pha. Có điếu thuốc làm gì buồn vậy men? Tao mới nhận được tin bác sĩ. Tao bị ho lao giai đoạn cuối. Nope. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, dược thuốc của bạn hút có hại cho tính mạng. Hãy bỏ rác vào thùng. Ăn gì đó men? Here we go!